À, chào đón các bác quay trở lại với kênh của em Tuấn Âm Thanh Phú Thọ. Thì báo cáo các bác là trong tuần qua cũng do em đi hôm đấy cách đây một tuần, là hôm đấy là em đi ăn cơm mời thì thấy có con gà, nó không phải gà chọi, nó là gà sống chứ không chuồng mình cơ, nhưng nó dữ lắm, nó dữ, nó thấy người là nó dồn, nó bay, nó đánh, nó đẹp quá, nó bay nó dồn em, anh em nhìn thấy nó dồn bác cứ đẹp quá, thế là em cũng quay lại cho các bác xem đấy, cùng nhau xem đấy. Nhưng cuối cùng là xong đăng lại cho các bác xem thì thôi, đăng lên cái ối giời ơi, thế là từ hôm đấy giờ nghỉ với các bác một tuần. Thì hôm nay em Tuấn sẽ quay trở lại đăng những cái clip mà trong tuần qua em quay, và em sẽ tặng các bác 500k nhé, tặng các bác 500k với một đơn, ví dụ như đơn hàng 7 triệu 9 thì tặng 500 thì còn 7 triệu 4, đơn hàng 6 triệu 8 thì tặng 500 thì còn 6 triệu 3 chẳng hạn, ví dụ như thế. Đấy là những clip em quay giới thiệu bình thường, còn những đơn hàng nào mà em đã giới thiệu tặng tiền ở trong clip rồi thì các bác đừng có, ví dụ như trong clip là 7 triệu 9 em đã tặng các bác 500 rồi thì còn 7 triệu 4, mà bây giờ là bác lại còn bắt em trừ tiếp 500 nữa là còn 6 triệu 9 là không đúng đâu nhá. Clip nào trong clip em đã nói cái chương trình tặng rồi thì các bác thôi, còn những trường clip nào chưa có chương trình tặng thì các bác cứ trừ đi 500 em Tuấn tặng các bác. Những cái clip bây giờ em sẽ đẩy lại một số clip mà trong tuần qua em đăng ở hai kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Thảo, Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ và Tuấn Âm Thanh Bãi. Sau đây mời các bác vào với clip giới thiệu hàng về phía sau. Em sẽ lọc, em cảm ơn các bác. Này các bác ạ, lúc mà em lấy đôi loa này về phát em phải lột nó ngay, vì hôm trước em lấy đôi loa này thì báo cáo các bác là đôi này thì nó gọi là nằm trong những cái dòng loa quý hiếm luôn. Tại sao lại quý hiếm? Hôm trước em lấy thì em thấy giá nó cũng cũng bình bình thôi, nhưng mà so với đôi loa này thì về hình thức vỏ không được đẹp. Nhưng cái vỏ này các bác có thể làm, các bác chỉ mất tầm triệu, hơn triệu là các bác có thể được cái vỏ họ xử lý gỗ lạng rất là đẹp, bây giờ công nghệ làm rất là tốt. Cái đấy thì em không nói, cái đấy thì các bác là cần lấy đôi này em chỉ cho. Mất tầm triệu hơn triệu là các bác đã được đôi loa này đẹp lắm, bởi vì những cái làm xử lý những loa này thì nó liên quan đến Hà Nội với Hải Phòng cơ, không ở đây. Ở đây em Tuấn chỉ về em bán đấy, còn các bác xử lý sau. Tại sao em lại mua đôi loa này? Đôi loa này báo cáo các bác là nếu như đôi loa này mà tình trạng vỏ nó mà đẹp ấy thì nó phải có giá tầm trên 20 triệu, trên 20 triệu. Và cái đôi loa này hình thức nó thiết kế thì bác nhìn này, chiều sâu của nó, cái căng nó chỉ tầm khoảng 25 thôi, chiều ngang thì nó tầm 18, chiều cao thì là 1, 2, 3, chiều cao tầm 80, hơn 80. Nhưng mà tất cả những đôi loa, các đôi loa khác mà nặng bằng đôi loa này thì đôi này lúc nào nó cũng chấp gấp đôi. Và đặc biệt là con này nó lại nằm ở cái phiên bản bác nhìn này. Đây là đôi loa Acoustic bác nhìn nhá. Acoustic Henry model AE109. Henry 100 này, 100 này. Và nhớ hộ em lần Acoustic Henry này. Nhớ chữ này. Limited. Nha. Limited bác chưa em lần. Nó lại nằm trong cái phiên bản không giới hạn, ít có được chưa? Công suất 150W một loa. Vậy là đôi này có công suất 300W. Con này nó lại là AE phiên bản giới hạn. Có nghĩa là họ không sản xuất nhiều, nó chỉ là phiên bản giới hạn thôi. Những cái này các bác xử lý đơn giản nha. Ok đây, sức sức sước để xử lý những cái này đơn giản. Cái này thì làm phút mốt. Đấy. Thì em về em nhấc đôi loa này em bảo tại sao nó nặng. Đấy. Em à, Tuấn để cho các bác mức giá 11 triệu 900 về cho các bác thoải mái dọn. Bởi vì những đôi loa như này với em cũng dọn. Thì sao? Đây, những cái simili này chắc chắn họ đã dọn rồi, nhưng mà họ dọn kiểu này nó không hợp lý. Cái này các bác gặp bác thợ đi, các bác thợ hoặc là bác nào có nhu cầu lấy này nhá, AE này 100 luôn nhá, vẫn còn nguyên đấy. Bác nào lấy thì liên hệ với em sẽ chỉ cho bác nơi dọn loa đẹp lắm. Ai, bé mồm không? Đẹp. Bác nhìn này. Phân tần của nó này. Quá khủng luôn, nhìn trong điện thoại thì nó hơi nhỏ. Nhưng mà cái này này, cái củ phân tần này của nó nhìn nó to bằng cái bát nước chấm hơn. Dưới này. Loa thì ok bác nha, loa ok này, loa ok, nặng lắm, AE100, AE100, và đặc biệt đây là nó là phiên bản giới hạn gì là nó chỉ sản xuất có số lượng thôi,
có khi là cả thế giới này chỉ có mấy chục đôi thôi bác nhé. AE10 ok chưa? Đấy. À, như vậy là bình thường các bác tham khảo thoải mái, bởi vì là ví dụ như đồng hồ hay ô tô hay cái gì cũng thế thôi, hoặc là túi sách hoặc tất cả nó có những cái phiên bản limited, đó là phiên bản giới hạn, nó chỉ sản xuất có số lượng, có tiền cũng không mua được, nói thế cho nhanh. Con này nó nằm là phiên bản giới hạn có số lượng, mà từ ngày em bán loa đến giờ thì hình như em mới gặp có hai đôi loa, 7 năm nay, 6 7 năm nay bán loa là có hai đôi loa bản giới hạn, có hai đôi loa là phiên bản giới hạn thôi. Đấy thì đấy phiên bản giới hạn chưa đấy em. A Tuấn để cho các bác nhé, 11,9 triệu. Con này thiết kế rất là hay, là nó hai lỗ thông hơi phía trước AE này, đây có dập AE Acoustic AE. Đấy, tép đom. Được chưa? Nó thiết kế này, con loa này là xử lý súp. Con loa này riêng một ngăn. Con tép với con này, hai con này riêng một ngăn. Đấy. Tép với con này riêng một ngăn. Vâng, thì là cái đôi loa này nó là dòng bản nhé. Đây. Bản limited thôi nhá. Bản giới hạn để cho bác mức giá là 11,9 triệu. 900. Nó loa tất cả còn đẹp như khủng. Còn đây là sang lại đây, con là con này là con súp. À, con súp này là con súp điện. Các bác súp điện nha. Đường like vào đây. Súp điện ASP4100. Các bác chú ý của em là con này chạy điện 120V nhá. Điện 110 120V, chú ý của em đấy. Điện 120V, con này bát 25. Bát 25. Ghê chưa? Bát 25. Volume. Đo nhỏ. Đây là chế độ auto on nhá. Con này để cho các bác mức giá 4,9 triệu. Các bác cứ tham khảo chán đi. Chiều sâu con này nè, chiều sâu thùng con này nó tầm hơn 40. Đây, mặt trước của nó đây, mặt trước volume tổng nhá. Volume tổng mặt trước đây. Volume tổng mặt trước, lỗ thông hơn mặt trước. Đấy. Antenna cái gì đây? Đèn báo. Cái này bác bóc đi nhá. Về bóc đi. Bóc cái này nó hơi bám vào đây. Đây. Lấy các bác lấy giấy lau. Lau nhẹ đi. Ừ, nó ra. Băng dính. Chưa. Đợi em bác đợi em chút em nghiêng ra cho bác xem. Đây ạ. Đây nhá, con này một lỗ thông hơi phía trước, một lỗ thông hơi ở dưới sàn luôn. Bát 25. Bát 25. Súp điện cho các bác luôn, không phải súp hơi cho súp điện này. Những con này các bác phang thoải mái cho em súp điện. Đấy. Súp điện. À, chiều cao con này nó tầm hơn 40. Bởi vì là chiều cao thùng nó đã 40 rồi, nhưng cái chân này nó lên 5 phân nữa. Đấy. Ok chưa? Chiều sâu nó tầm 40. Chiều ngang thế nào? Chiều ngang tầm gần 30. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ em Tuấn. Súp điện 4,9 triệu chắc các bác tham khảo giá toàn quốc. Rồi, chào các bác.